cô Hằng xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bây giờ cô Hằng sẽ làm cho các bạn xem một thí nghiệm bong bóng thở. Các bạn hãy nhìn lên xem trên tay cô Hằng có gì đây nhỉ? À, cô Hằng có một ly nước và cô Hằng có ống hút bong bóng. Các bạn hãy nhìn xem cô Hằng sẽ thực hiện như thế nào nha.